Rồi quý vị các bạn ơi, tiếp tục thêm những cái khay dìn cháy được ra này. Đó, dìn cháy là phải ra liên tục quý vị các bạn, chứ là không là không không kịp. Phải ra liên tục. Rất là đông. Ai khay nhìn cháy luôn mà không kịp. Rồi ra thêm mì xào. Nước sôi. Chờ lâu cho cô. Em hai hộp xôi. Xếp hàng giùm đi. Đông quá. Chờ lâu chưa chú? Lâu lắm rồi. Cho em hai hộp xôi đi chứ. Cho một hộp bún đi. Chú anh nhìn cháy lần nào cho chú? Hai ba lần. Từ từ coi, đông quá. Một xoay một bún. Không lấy cay, không lấy chiên. Không lấy đâu, rồi để sau luôn. Nhìn cháy bên này sắp hết rồi nè quý vị. Thay bên này sắp hết rồi. Tăng cường thêm một khay nhìn cháy nữa mà còn không kịp. Hết rồi. Hai hộp dìn cháy 4 cân đúng không?
Hộp xôi cô làm cũng rất là chất lượng quý vị ha. Này vào trước đó cô ha, vào trước ha. Dạ khách nước còn chưa, không đi uống nữa. Không kịp uống nước luôn cô ha. Sáng là mình mở cửa mấy giờ cô? À, 2 giờ mấy bắt đầu dọn ra này hả? 2 giờ cháy nữa chứ là nói là 2 giờ mấy nửa đêm luôn. Dạ, nửa đêm luôn. Chúng đến 2 giờ cháy. Là chuẩn bị đồ này kia cô ha. Dạ. Quá phê luôn. Đi học luôn đi. Alo. Chú Thu hả? Anh đang đi làm. Anh đang làm mà. Sáng anh đi sớm á. Đi 5 giờ anh đi rồi. Chú vào Sài Gòn hả? Thôi để tí anh quay tí, có gì về anh gọi nha. Ok. Rồi mình dời ra đây chút xíu cho bà con tới mua nha. Bây giờ mình vẫn đang còn rất là đông nha quý vị các bạn. Xếp hàng dài ra tới trụ điện ngoài này luôn. Dài ra tới ngoài đây luôn quý vị. Alo. Gọi cho anh Mùi đi, anh đang bận đi. Hôm nay có bì nữa nè quý vị các bạn ha. Rồi cuốn bì cuốn nè. Rồi cuốn bì cuốn. Không có vô được luôn, rào luôn rồi. Đông quá. Thì là tới ngoài đây luôn quý vị. Rồi qua bên đây coi chị xào tí nha. Đó, đang làm thêm nè. Cái khu này nó hơi lộn xộn tí do đông quá quý vị. Đông quá là không kịp á. Và xào nhiều, số lượng nhiều đó, chị đạo vậy, nó văng ra là bình thường ha. Đạo vậy mà còn không kịp chị ha. Nãy giờ thấy đạo quá trời đạo. Đấy, đâu xào ha. Thêm rau. Một chảo như này làm khoảng bao lâu được chị? Không biết. Nào được, được thôi đúng không? Nào thấy chín là được đúng không? Rồi bên kia ra này kìa. Làm nhiều quá rối không biết luôn. Bà con đang xếp hàng rất là đông ở đây này, cái này xếp dài cho tới cái cột điện ngoài kia luôn. Bữa nay đông dữ. Thôi mình đi qua đây nha, để cho chị xào nha.
Đó, đi qua đây, qua đây, qua đây. Quá đông, quá đông. Không có đường vô luôn nè quý vị. Quá. Đi vô nha. Rồi cái này hết luôn rồi. Rồi mình... Dạ, chờ lâu chưa chú? Chờ là cũng 50 phút rồi. Dạ. Mì nè. Có ăn hai cái mì. Giải giải đợi một chút, đợi một chút. Bánh tới đầy đủ hết luôn. Cho mình tự bấm mì. Rồi lẹ không coi gì trái. Năm qua chị. Năm qua ơi. Nó chiếu vô cái con mắt luôn. Ê bà hát bây giờ mày này. Cái bài quê được không? À giấy nữa hả? À, giấy còn không ạ? Là hai coi biên là thỉnh phải giành hai túi. Hai hộp giấy qua cho em đi. Hết rồi, hết giành giấy rồi. Đang ra thêm. Không biết bao nhiêu khay, sáng giờ sao bác thấy đổ rất là nhiều. 5 6 khay, 7 8 khay. Hai quầy dìm cháy là tính ra là 17 khay luôn quý vị các bạn. Đông hơn rất là nhiều so với cái đợt trước xuống mắt quay luôn. Đông hơn rất là nhiều luôn. Ở đây bà con vẫn đang xếp hàng rất là dài tốt dưới kia luôn. Đó, rất là đông dài. Qua bên đây nha. Xôi nè. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng rồi. Mãi à? Tí nữa cũng tới đâu 7 giờ. Dạ dạ. Dạ dạ. Nắng lên rồi, nắng lên rồi. Kêu cái anh này đi. Mua về gia đình anh luôn anh. Mua 7 hộp luôn. Gái ơi. Chị. Chút xíu anh. Nặng quá. cho hai hộp này với hộp bún nó được mà 10 hộp. Khách hộp xôi. Hai hộp gì? Hai hộp dìn cháy. Hai hộp dìn cháy. Xong cái này cái đèn. Có được không? Cái dành chị á ngủ quá dành cho bác coi nó là muốn nhận mày à nó là rồi đi nhận
Nắng quá mà bà con vẫn xếp hàng mua quý vị ạ. Đừng có nhận bán. Đúng rồi, anh biết rồi. Đi qua bên đây. Đông quá bây giờ không nhận luôn, không nhận bán luôn. Đông quá, bán không được luôn. Đây quý vị thấy nè. Đứng nãy giờ luôn anh ạ. Bán cho người ta trước không à? Chắc là anh khách quen khách. Dạ rối quá trời rối. Bây giờ đã nắng quá quý vị các bạn, nắng mà nó chói, đứng đổ mồ hôi luôn, đông quá. Hôm nay phải nói là hôm nay đông hơn rất là nhiều so với lần trước quý vị các bạn. Những cái tập trước mà số mắc quay á, tập này đông rất là nhiều. Hôm nay cũng là một trong những ngày chay lớn nữa, đang lễ Vu Lan nữa quý vị các bạn, cho nên là đông phải nói là không quay được luôn á, nắng nữa chứ, đứng đây nắng chói chang luôn. Cái phần xào mì xào này cũng hết rồi quý vị. Hết rồi. Chai hết rồi. Có nước cái này cay á. Cay hết. Có hai con cay đi. Trời ơi bây giờ đông hơn nữa trời. Đông tràn luôn. Cái hộp này hộp bún gạo. Không luôn chị ơi, cho không quay được. Tay không à, toàn thấy tay. Toàn thấy tay không? Dành nữa. Dành nữa hả? Rồi, cái khay sôi hết lúc nào không biết luôn quý vị. Cái khay sôi hết lúc nào không biết luôn. Hết nhanh quá. Hết luôn rồi. Nguyên một cái khay sôi bự mà hết. Bà lỗ bé học đi đi à. Bé học đi đi thôi mà học mày phản. Ôm luôn rồi. Ôm luôn hả? Ôm luôn làm sôi hả? Ôm luôn. Rồi bà ôm luôn rồi. Gói bốn phần nữa đi, chín chục.
Đông quá mà sẽ mất là nói muốn khan tiếng luôn. Nói sao quý vị không nghe, khan tiếng. Nó là một cái gian hàng đồ chay độc lạ ở Sài Gòn quý vị ạ. Với cái món dìn cháy chay. Đông vỡ trận luôn. Dìn cháy của chị này nè. Cháy nè, cháy nè. Chờ cũng thấy tội quá quý. Nắng mà chị cũng rất kiên nhẫn luôn nha. Rồi rồi bây giờ cho học ở đây nữa đi, giờ tới ba phần ở đây nè con, một viên cháy, một và soi, một và bún. Wow. Bây giờ là dành nhau mua rồi quý vị. Đồng quá. Mì ra thêm. Em đây, em đây. Em đây nè. Em ở đây mà cứ tìm ở đâu. Rồi đây. Mày phải nó con mìn. Để cho mày phải đi con mìn. Xin phần là mày. Rồi ok. Mấy anh chị đây nó vui quá. Nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa cho bác không hiểu nha quý vị nha. Đây, tới 4. 4 phần, 4 phần. Y như một phiên lễ hội quý vị bạn. Y như một phiên lễ hội rất là đông, náo nhiệt nữa. Đông khủng khiếp luôn. Kẻ bà con đang xếp hàng kia cũng rất là dài rồi. Rồi quý vị các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay quay trở lại gian hàng đồ chay Thòn Ký nha. Ở đây là Thòn Ký 145 147 đường Bình Tiên, phường 8, quận 6. Một trong những gian hàng chay có cái món dìn cháy của người Hoa. Phải nói là đông bất ngờ. Mà ngày hôm nay phải nói là đông hơn hôm trước, số mắt quay rất là nhiều luôn. Đó là những gì mà sáng hôm nay số mắt trở lại và cập nhật với quý vị các bạn gian hàng đồ chay ở đây. Quý vị các bạn nhớ nha, tới đây thưởng thức đồ chay thì quý vị các bạn đi sớm, chứ không là không mua được nha quý vị các bạn nha. Rất là nhiều cô chú chờ rất là lâu, xếp hàng rất là lâu mới mua được. Xôi vừa mới ra thêm này. Đó, và bà con cũng đang xếp hàng rất là nhiều. Rồi thôi, số mắt xin phép được kết thúc video ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả gần xa trong những video tiếp theo nha.